Thưa quý vị, sáng 27 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố các bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Trong đó có bệnh nhân 52 là một nữ du học sinh, 24 tuổi, thường trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là ca bệnh có diễn biến xét nghiệm phức tạp nhất ở Việt Nam tính tới thời điểm này. Trong quá trình điều trị, nữ du học sinh nhận kết quả âm tính rồi lại dương tính trở lại tới tận 20 lần. Bệnh nhân 52, 24 tuổi ở Quảng Ninh, cô gái xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất Việt Nam, tổng cộng hơn 20 lần. Sáng 27 tháng 5, cô được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh lần thứ 2. Trước khi xuất viện lần 1, bệnh nhân này có 13 lần xét nghiệm do âm dương tính lẫn lộn. 5 ngày sau xuất viện, cô nhận kết quả tái dương tính và nhập viện ở Quảng Ninh, xét nghiệm thêm 4 lần nữa. Các bác sĩ quyết định chuyển cô đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại đây, cô được xét nghiệm thêm 5 lần mới đủ điều kiện khỏi bệnh. Bệnh nhân 52 là du học sinh nước Anh, về nước ngày 9 tháng 3 trên chuyến bay VN54, được Bộ Y tế công bố dương tính ngày 14 tháng 3. Bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, nhưng các lần xét nghiệm kết quả âm dương tính lẫn lộn. Bác sĩ giải thích do cơ thể đào thải virus nên có thể vẫn còn sót. Sáng 27 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 6 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân số 19. Như vậy, tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 278 trên tổng số 327, chiếm 85% tổng số bệnh nhân. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng nay gồm bệnh nhân 19, 52, 291, 295, 308, 324. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.